Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở ấp Tân Tỉnh B của xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay là em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mình xem một căn nhà mới được xây hoàn thiện luôn. Và nhà có diện tích là bề ngang 5m, chiều sâu vô hết luôn là tầm khoảng 15m6. Thì nhà là có sổ hồng riêng nè, có thổ cư và chủ quyền nhà cấp 3. Chủ kêu giá là 1 tỷ 380 triệu nha, giá cả là thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình ở đây á, là sẽ gần với cụm khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho luôn. Và từ vị trí nhà này nè, nếu như mà cả nhà mình đi thẳng theo cái đường này, mình đi khoảng 100m là sẽ đụng đường lộ nhựa N6, rồi cả nhà mình rẽ trái là sẽ ra tới quốc lộ 50 nha. Thì tính ra từ cái vị trí nhà mà mình đi ra tới quốc lộ 50 là chỉ có khoảng 200m thôi nha, rất là gần luôn ha. Và gần cái vị trí ở đây á, là cũng gần với ngay chỗ mà cổng chào của thành phố Mỹ Tho luôn ha. Xung quanh ở đây thì dân cư là em thấy rất là đông luôn, và nhà là san sát với nhau luôn, điện nước wifi thì cũng sẽ có đầy đủ hết luôn ha. Rồi thì cái căn nhà mà em muốn quay giới thiệu cho cả nhà mình chính là cái căn nhà này nha. Đây cả nhà mình xem nè, nhà mới được xây hoàn thiện luôn. Nhà là một trệt một lầu ha, diện tích bề ngang là 5m, chiều dài vô hết nhà luôn. Là từ vị trí này mình đo xuống hết cái miếng bức tường này luôn là 15m6. Sổ hồng riêng, thổ cư, chủ quyền nhà cấp 3 ha. Giá là 1 tỷ 380 triệu nha. Rồi em sẽ dẫn cả nhà mình đi vô trong ha. Phía trước thì sẽ có một cái khoảng sân, hai bên đó là có chừa một cái khoảng nhỏ để mà mình có thể trồng hoa nè, rồi chiều chiều mình có thể ra mình ngồi ở đây cũng được nè. Đó, mình đặt thêm một cái bàn nhỏ nhỏ ở đây để mình có thể ngồi uống nước trà ở đây ha. Đó, bên đây thì cũng có một bồn hoa nhỏ nữa nè, cây này là cây lụ nữa nè cả nhà, đó rất là dễ thương luôn ha. Rồi bên đây thì treo những cái chậu hoa nhìn cũng rất là đẹp mắt luôn. Và cái phần này là mình có thể thả cá xuống để mình nuôi nữa nè. Đó, mình có thể nuôi cá ở đây ha. Đó, đây là một cái khoảng trống giống như là mình lấy được cái ánh sáng mặt trời. Nhà mình thì xây không có bị bích bùng, mà xung quanh là có cửa sổ nè, rồi có những cái khoảng trống để mình có thể lấy được gió trời và lấy được ánh sáng mặt trời luôn ha. Đây là khoảng không gian phòng khách của mình đây. Có một cái cửa sổ nữa nè, để nhìn ra bên hông luôn ha. Rồi ở đây thì có một cái bộ ghế sofa luôn. Nhà là mới vừa xây hoàn thiện luôn nha. Và chủ đang làm nhà, chủ đang làm chủ quyền luôn ha. Đang xin chủ quyền nha. Rồi thì nhà thì sẽ được xây dựng theo phong cách hiện đại á, là phía trước là phòng khách, xong rồi sau đó sẽ tới không gian nhà bếp, còn phòng ngủ là sẽ ở trên lầu ha. Thì đây là khoảng không gian nhà bếp của mình nè. Nó có bàn ăn sẵn luôn rồi nè. Rồi ở đây á, là có bếp nè, rồi có sẵn tủ kệ bếp luôn rồi ha. Để em xem trong đây là cái gì nha. Trong đây là nhà vệ sinh ha. Đây cả nhà mình xem nè. Đó, nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Đây là không gian nhà bếp nấu ăn nè, có tủ kệ bếp luôn. Đó. Rồi ở dưới đây thì sẽ có một cái khoảng trống nữa nè, mình có thể giặt giũ và phơi đồ ở đây, rồi mình có thể trồng thêm hoa nữa nè. Đó, mua những chậu hoa gì mình để ở đây ha. Rồi mình sẽ đi lên trên lầu nha. Ở dưới chân cầu thang này thì sẽ có một cái tủ nhỏ này, mình có thể đây, mình có thể để những cái vật dụng mà mình chưa sử dụng tới, mình có thể để ở đây ha. Ở đây thì mình có thể mua về mình ở nè, mình đi làm ở khu công nghiệp hoặc là mình có thể cho thuê lại cũng được ha. Đây là có một cái giếng rất là đẹp luôn nè, mình có thể nhìn ra ngoài cái khoảng không gian xung quanh ở ngoài nữa nè. Đó. Đây. Rồi, trên đây là đó, đây là nhà vệ sinh ha. Ở dưới tầng trệt là sẽ có một cái nhà vệ sinh, ở trên lầu thì thêm một nhà vệ sinh nữa nha. Đó.
Nhà vệ sinh thì sẽ được ốp gạch lên tới trên trần luôn nè ha cả nhà. Đó. Rồi, nhà thì sẽ được hai phòng ngủ nha. Và hai phòng ngủ là sẽ được nằm ở trên lầu luôn. Mỗi phòng ngủ là đều có một cái cửa sổ riêng hết nha. Đây, mình có thể cửa sổ mình nhìn xung quanh ra thì xung quanh giáp với nhà mình thì sẽ là đất của hàng xóm ha. Rồi bên đây là phòng ngủ thứ hai. Đây cả nhà mình xem nè. Phòng ốc đồ rất là rộng rãi luôn. Hình như là có nhà vệ sinh riêng luôn. À không có. Đây cả nhà mình xem nè. Đó, ban công phía trước nữa. Rồi em dẫn cả nhà đi ra phía trước nha. Thì em xin nhắc lại ha. Nhà mình ở đây là thuộc về xã Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và vị trí của căn nhà là sẽ gần với cụm khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh luôn. Và diện tích nhà là ngang 5, dài 15m6. Nhà là có sổ hồng riêng, có thổ cư. Và chủ quyền là chủ quyền nhà cấp 3. Chủ đang làm chủ quyền nhà luôn. Và giá là 1 tỷ 380 triệu nha. Thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Nhà là một trệt một lầu. Có một phòng khách nè, hai phòng ngủ, một nhà bếp, hai nhà vệ sinh ha. Thì một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt và một nhà vệ sinh ở trên tầng 1. Rồi thì sẽ có một cái khoảng không này để mình có thể làm phòng thờ ở đây cũng được nè cả nhà. Đó. Rồi phía trước thì sẽ có một cái ban công luôn. Đây để em sẽ mở. Để em sẽ mở cửa ra. Đây là ban công phía trước nhà mình nè. Tối tối thì mình có thể đặt một bộ ghế ở đây nè. Này cả nhà xem nè. Mình có thể ngồi đây chiêu chiêu nè. Mình có thể ngắm sao nè. Rồi mình có thể uống trà và tận hưởng được một cái làn không khí trong lành mát mẻ ha. Đó. Xung quanh đây thì nhà rất là đông luôn. Và đối diện qua hàng xóm cũng đang xây nhà nữa kìa. Đó, điện nước wifi là đầy đủ hết luôn ha. Ở trên đây thì có trồng thêm một cái cây kiểng nữa nè. Ở đây là một khoảng không. Nếu mà cả nhà mình không thích những cây này thì sau này về mình có thể trồng lại những cái loại cây khác cũng được. Đó, em thấy mà cái khoảng trong khoảng không này nè, mình có thể trồng một vài cái cây hoa hồng. Nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Rồi, để em sẽ đi xuống em mở định vị cho cả nhà xem nha. Thì mình có thể mua về để ở cũng được nè. Rồi mình có thể mua về để mà mình cho thuê lại cũng được. Tại vì do là ở đây gần với khu công nghiệp cho nên là sẽ thuận tiện để mà cho thuê. Ở đây thì sẽ thuận tiện để đi làm. Rồi để em sẽ mở định vị lên cho cả nhà mình cùng xem nha. Thì trước tiên á, nhà là sẽ được nằm ở hướng Bắc ha. Đây, nhà là ở hướng Bắc nha. Đây, cả nhà mình xem nè. Cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở nhà mình. Ở đây là gần sát bên với cổng chào Mỹ Tho nè. Bên đây là cụm khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh nè. Ủy ban, trường học, chợ, trạm y tế nằm ở vị trí này luôn. Thì để em xem thử từ đây mà đi tới ủy ban á thì trung bình chỉ có khoảng 2 cây số thôi nha. Đây cả nhà xem nè. Ủy ban nè, rồi công an xã Tân Mỹ Chánh nè. Bên đây thì có trường cấp 2 nè, rồi chợ Tân Mỹ Chánh nè. Rồi xung quanh đây có quán ăn, quán cà phê nè. Rồi trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu nữa nè. Đó, bên đây thì là cụm khu công nghiệp nữa nè. Rồi có hồ bơi, trường cao đẳng, nông nghiệp Nam Bộ nữa nè. Đó, cả nhà mình xem rất là đầy đủ luôn. Rồi có phòng khám nữa nè. Đó, khu công nghiệp đây. Thì trung bình mình đi chỉ có 2 cây số là khoảng 4 phút thôi là sẽ tới nha. Còn nếu như mà từ vị trí nhà mình đi về tới vòng xoay quảng trường thì trung bình mình đi chỉ có 7,2 cây số nữa thôi nha. Trung bình mà cả nhà mình đi khoảng 15 phút là mình sẽ về tới vòng xoay quảng trường của thành phố Mỹ Tho ha. Rất là gần luôn. Ngay trung tâm hành chính công của tỉnh Tiền Giang luôn. Còn từ ở đây mà mình đi về bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á thì trung bình là 69 cây số. 1 giờ 32 phút thôi là đã về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha.
Thì nếu như mà cả nhà nào quan tâm tới căn nhà này thì mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Nguyễn Trăng Thái. Tụi em có thể dẫn cả nhà đi xem, sau đó là mình gặp chủ thương lượng về giá cả luôn. Giá là 1 tỷ 380 triệu ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em nha.